thì đừng có tìm mong tìm điều tốt. Điều không vậy, mà đến bác sĩ là nó lộ cái điều đau đớn ra. Cho nên cái dấu hiệu của đau đầu, dấu hiệu của những cái nôn, quẹ hoặc là những cái điều gì đó, đó là một cái dấu hiệu nó xấu nhưng mà thật ra là tốt. Đó là nguyên nhân trị là trị tận gốc, thì tôi nói trị tận gốc. Một số thì nhiều khi chúng ta không hiểu, mà chúng ta thôi đến đau đầu quá mệt, rồi nhà có thể khỏe hơn. Chẳng khác gì hết thương, mà bao nhiêu nay cuộc sống chúng ta bấy nhiêu năm nay ấy, là chỉ vì chính cái đó là cái lý do đây là nguyên nhân mà chúng ta lại muốn tránh như cái đó. Chính cái sự đau đớn đó, thà đau một lần bình an vĩnh viễn còn hơn ấy, là chịu đau không đau tạm thời mà đau đớn vĩnh viễn chọn thế nào. Amen anh chị em. Amen thôi ạ. Tôi muốn chia sẻ đây để anh chị em bạn hãy nói với những người chúng ta mời đến đây. Amen. Amen. Và hãy biết cách giải thích cho họ, chúng ta có thể giải thích được. Tôi nói với anh chị em, tôi tin đi anh chị em ơi, anh chị em là khôn ngoan, nói được lời của Chúa, vẫn còn được tin lành. Amen. Không có bị bắt bẻ mà anh chị em sẽ Chúa sẽ ban cho sự khôn ngoan. Amen. Đồng ý không ạ? Amen. Amen không ạ? Sẽ nói được, Chúa sẽ ban cho sự khôn ngoan, và tôi tin rằng anh chị em hãy nhớ ý thức đó, và khi mở miệng ra, Chúa bây giờ còn hỏi khó như thế này, con không biết nói như nào, tôi đang bảo anh chị em hãy mở miệng ra đi, Chúa sẽ ban cho. Tôi nhớ một lần khi ông mục sư Hùng, ông trước khi chưa tin Chúa, ông hỏi rất là khó. Ông bảo cái hai người bạn này nuôi mà có hai người là mấy người làm chứng hết, đến làm chứng mà nói cũng rất không tin Chúa. Và ông hỏi câu hóc búa. Thế bây giờ ấy là tôi hai tay hai cô điếu thuốc này, hai chai rượu này, đi xuống yêu tôi không? Và mấy người phụ nữ này bảo là con hỏi khó quá, trước đây thì nó đã con nói mà mẹ không trả lời được, nhưng mà đi xuống yêu con. Và khi hỏi đến câu như vậy, thấy nước mắt chảy ra trên gò má của trên, nhưng mà mẹ đã không trả lời được. Và chính cái những cái nước mắt và chính cái đó là câu trả lời tốt nhất. Và mà ông dùng lòng tôi nhớ không quên được những cái đó, nó ăn vào trong lòng. Amen anh chị em. Nên hãy dạng dĩ, hãy dân sự của Chúa, hãy dạng dĩ mạnh mẽ làm chứng nhân cho Ngài. Amen. Amen. Đừng có ngại, nếu mà có bí mà nói là không biết không sao, nhưng mà anh chị em ơi, không phải lời chúng ta nói đâu, mà Thánh Linh sẽ hành động qua đó. Thánh Linh sẽ hành động qua đó. Bạn hãy chờ đợi cái điều mà Chúa Thánh Linh xin, bây giờ xin Ngài nói qua con, Thánh Linh sẽ nói qua con. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có tin hôm nay là chúng ta Chúa sẽ nói với chúng ta không? Amen. Tất cả chúng ta tỉnh táo không? Amen. Amen. Nếu ai hơi buồn ngủ xin giơ tay cho biết. Amen. Tôi sở dĩ tôi nói như vậy ấy, là để cho cái dịch buồn ngủ ấy, gọi là cái lây buồn ngủ ấy, nó không có ở đây nữa. Amen không ạ? Amen. Tôi hy vọng là không có ai bị ái bởi vì thế này. Bởi vì tôi để ý là đi trên xe của tôi ngáp một cái, nhà tôi cũng ngáp. Mà những lúc mà nhà tôi ngáp mà tôi rất là lọt lại. À khi mà nói chuyện buồn xuống thì là đúng là ngáp ra đây á. À tức là buồn ngủ nó lây đấy. Có nghĩa là nếu ai xa hay là ở dưới kia mà ngồi mà thì dầu người khác không thấy nhưng mà nó cũng lây, nhưng mà trong danh Chúa Jesus nước trên đàng nó lây mạnh hơn. Amen. 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 Anh em giơ cao tay để khích lệ tôi được không ạ? Amen. Chúa hiện diện có nghĩa là người trên này nói, người dưới kia cũng thức. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Tuyệt vời. Nhìn các cháu yêu quá. Các cháu con cái chúng ta thật là đáng yêu. Hallelujah. Tôi có một điều tôi chia sẻ hôm nay trước khi sứ điệp nó có hai phần. Một phần đó là tôi nói về cho nó có một cái Hallelujah. Chúa cảm ơn Chúa, chúng con Chúa cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Một phần đó là để cho chúng ta hiểu Kinh Thánh nói gì về đạo thai. Kinh Thánh nói gì về cái điều này để chúng ta hiểu được cái điều này anh chị em. Hallelujah. Và ông sứ trí ông kể một câu chuyện như thế này, và đây là cái điều ông chứng kiến. Có một người trong cái người phục vụ ấy rất là yêu mến Chúa, rất muốn đi cho nói là ấy, trong giữa các đối tượng Chúa nói là ông sư cầu nguyện cho con, đặt tay cùng cho chúc phúc cho con, nhưng ông sư nó có cái điều gì đấy mà không đặt tay. Mấy người khác càng nói ấy, thì sau đấy ông đặt tay, nhưng mà khi đặt tay lên ấy, thì chú đặt tay để cầu chúc phúc thì không nói được. Và Chúa nói là ấy, ông thầy nhìn thấy có một cái hộp đen, và cứ đặt tay lên ấy thì lại thấy cái hộp đen, và không mở miệng ra cho chúc phúc ấy thì không nói được. Thì ông ấy hỏi là cái hộp đen có nghĩa là gì, hỏi cái người này, cái người mà rất yêu Chúa, phục vụ Chúa, muốn đặt tay cầu nguyện để tôi phục vụ Chúa,
Thì bảo cái hộp đen đó là gì? Từ một cái thái độ mà cái sự như vậy bắt đầu lộ ra cho anh chị em biết. Bắt đầu đấy là không phải con người bình thường là tạo được nó quả. Và sau đây con người nói rằng đó là chúng tôi, hai vợ chồng chúng tôi đã chính tôi ấy, là đã nạo cho vợ tôi. Đã làm cái việc đấy và bỏ trong hộp và chôn vào trong đường. Thưa anh chị em, cái câu chuyện nó nằm ở đây là như thế nào? Và sau đấy tôi chú có nói một cái điều mà tôi muốn cho dẫn sự anh chị em chúng ta hiểu và để chúng ta biết được cái điều này. Amen. Tất cả mọi điều ở sự bình an. Amen. Amen. Để chúng ta hiểu biết, bởi vì là cái này là nếu chúng ta không hiểu biết ấy, thì thật sự không biết thế trong sự ngu mất. Bởi vì sao? Bởi vì là nhưng mà tất nhiên là khi mà trong cái tâm tư của chú cho thì là người anh em sẽ giải phóng. Nhưng có một điều lưu ý là khi mà Adam được Chúa Trời tạo dựng lên ở trong vườn đó thì có sự sống thêm. Nhưng mà khi Adam phạm tội ấy, thì bắt đầu bị buộc ra khỏi vườn Eden. Và kể từ lúc đó con người, sau đó chúng ta thấy đọc câu chuyện đó là Eva bắt đầu sinh con. Cái lòng mẹ, tử cung của người mẹ mang sự sống. Tử cung của người mẹ mang sự sống thì nói một cách khác anh em hình dung xem. Con người, Đức Chúa Trời không muốn tạo dựng chúng ta giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và nó thể hiện cụ thể đó là chúng ta được dự phần trong đồng công sự sáng tạo của Chúa. Bảo thai là cha mẹ sinh con. Cho nên cái bảo thai này là Chúa đặt cho đó là sự sống từ người mẹ. Chúng ta không muốn, chúng ta không cố gắng nhưng mà sự sống, nhưng mà cái hơi thở của Chúa Trời là Ngài ban cho ở trong này. Và Chúa, bởi vì sau khi Adam phạm tội, cả thế gian được dưới quyền của ma quỷ. Và Đức Chúa Trời kể từ lúc một con người ra khỏi vườn Eden, Ngài đã đặt một thiên sứ của Ngài để mà bảo vệ cái bào thai và cái thai nhi. Cho nên anh chị em, và có một cái anh chị em, những người đang mang thai thì nhớ có một cái lối vào mà thiên sứ của Chúa ấy, có một cái gọi là một lối vào không có giới hạn 24/24 để mà bảo vệ trên bào thai và thai nhi. Bởi vì trận chiến nó nằm ở chỗ giành giật cái bào thai đó, giành giật sự sống đó. Anh chị em có nói được này, trận chiến nó nằm ở chỗ giành giật sự sống này. Thì khi mà bào thai của người mẹ, khi mà bào thai sao lại giận người khác, bào thai của người mẹ mà mang sự sống của Chúa để ban phước, có những trường hợp xảy ra sảy thai thì như thế nào, hoặc là trong trường hợp trong thời gian hiện nay đó là sự phá thai, sự nạo thai, chúng ta thấy từ cái lúc đấy thì sao, thì là sự chết ở trong cái tử cung, sự chết ở trong tử cung. Và trước đó bảo thai là sự sống, từ đó là một cái cổng để sự sống thiên đàng đến trong bảo thai, hoặc là bảo cho Thiên Chúa nhé, cái cổng sự sống đó đến và Thiên Sứ chỗ này hành động anh em, mặc dù chưa Thiên Chúa nhé, amen các bạn, nhưng sự sống đó là đến từ Đức Chúa Trời mà Ngài nắm giữ lấy thế, mà Ngài nắm giữ cái tôi trong lòng của mẹ tôi. Nhưng mà khi mà vô tình hoặc là do sự mà cái điều kiện bảo thai nó bị hỏng thì ở đây ấy, là trở nên cái nơi cái cổng để cho linh của sự chết nó vào anh theo đó. Hãy lắng nghe và tôi tin rằng sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện ngắn, sau khi sau được chia sẻ chúng ta hãy cầu nguyện ngắn. Nếu mà có những chị em và những người ở trong tình trạng của quá khứ, cầu nguyện được giải phóng. Amen. Khi đó cái cổng đó mặc dù bị sảy hoặc là những thì lúc đấy ấy, là nó đã cổng nó đã vào thì nó không chịu đóng và nó không tạm biệt đâu mà nó ở luôn cái cổng đấy. Thế thì lý do ấy mà để cho những cái điều nó xảy ra từ sau này nó thể mà chúng ta không giải thích được cái vấn đề đó là cái cổng đó cần đóng lại. Vậy thì sao là mỗi người khi mà chúng ta đến với Chúa mà có như vậy, chúng ta hãy dâng lên Chúa xin với đầy rồi. Nếu như bị sảy bị hỏng, cầu nguyện với Chúa chúng ta không phải ăn, bởi vì đây không phải lỗi của chúng ta. Amen không ạ? Xin biết ngày rửa sạch và con dân tử cung lên, vốn là nơi cổng sự sống, nơi để mà sự sống của Chúa như là để tràn vào ấy, nơi đó là sự chúc phước và Ngài dùng con không xứng đáng mà được dùng, con được đồng công sự sáng tạo của con người. Anh chẳng biết là cha mẹ sinh con, nhưng mà có ai được tạo ra được đứa không? Trời sinh thì những bằng và nói những bằng. Amen không ạ? Amen. Hallelujah. Nhưng mà khi ta cầu nguyện là Chúa, nếu mà từng mà có bị sảy thì điều gì đó chúng ta cần phải cầu nguyện với Ngài rửa sạch để cho những cái ảnh hưởng của tà linh quá khứ nó không đến với chúng ta. Anh chị em nói rằng cầu nguyện và sức giàu. Amen. Amen.
Thì tôi cũng thấy cái điều đó. Và những chị em có thể đến với vợ chồng chúng tôi, nếu mà ai mà có cái nhu cầu, có cần, chúng ta thấy có một cần công bố và cầu nguyện sự sức giàu và để cho rửa sạch. Còn trong trường hợp mà sự nạo thai đó, đó là do cái ý muốn, do cái ý định. Và lời Kinh Thánh nói rằng, nói cho em hãy lắng nghe, nạo thai đó là một sự giết người. Nạo thai đó là một linh hồn, đó là một sự giết người anh chị em. Và tôi muốn hội thánh hãy lắng nghe điều này. Và để cho cái cầu nguyện với Chúa, để cho trong hội thánh chúng ta bước đi với Chúa. Và chúng ta thấy bởi vì đó là một sự sống. Và khi mà không phải là sảy, mà khi mà nạo thì không phải là chỉ linh sự chết thôi, mà có một cái linh khác kèm theo. Có hai tả linh, sảy thì là một tả linh, đó là linh sự chết. Cái cổng của đạo lúc còn này còn lúc về, cho nên đó là linh sự giết chóc của mình diệt. Là đi vào đối với những trường hợp là nạo thai. Ôi thưa Chúa, ông sư chia nói rằng những người nạo thai, những người mà nạo thai trong quá khứ thì họ có một tả linh luôn luôn ám ảnh theo, không giới thiệu, chỉ trừ trường hợp đối diện với nó, nói lên và chống lại. Nên anh chị em, cái đó là cái mà cần phải nêu ra rõ ràng nếu mà chúng ta muốn được giải phóng. Amen anh chị em. Hallelujah. Cái lối mà Chúa chỉ chúng ta thấy đó là cái lối vào này chúng ta có thể dâng lên với Chúa, cái lối vào này có thể đóng lại được để cho cái cầu ơn phước của Chúa ngày đêm. Đó là cái điều mà cho anh chị em ta biết. Có thể lắm cái bạn đang nghe, thưa anh chị em hãy lắng nghe. Có thể lắm cái điều mà bạn đang nghe. Tại sao cái nan đề tôi không giải quyết được, trồi lên để trụ xuống, trồi lên để trụ xuống, thế này thế kia. Tại sao mà buồn trồn và sợ ngã, tại sao mà lúc vui lúc buồn, bị lao mít. Có thể lắm là cái gốc mà đã từng. Cho nên Thánh Linh Chúa dẫn cho anh chị em hãy trong sự soi xét. Tại vì chúng ta đến và cầu nguyện nhận sự giải phóng hoàn toàn để trên đời sống của chúng ta hoàn toàn sự tự do. Hoàn toàn sự tự do. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Còn có một điều nữa. Có một điều này. Một điều nữa đây. Một người phụ nữ khi chuẩn bị cho tề tài này, tôi thấy dân sự cần phải, dân sự Chúa cần phải có sự hiểu biết trong cái điều này. Amen. Chúng ta không những chúng ta, những người ngồi đây không phải là U 50 mà U mà là những người trẻ tuổi và con cái chúng ta hiểu được. Amen. Amen. Hồ Thánh là hiểu được điều này. Amen. Hồ Thánh là hiểu được điều này. Và một người phụ nữ, người này ấy là từng trong cái tổ chức là chống nạo thai. Bà ta tin Chúa được tái sinh, nhưng thấy có điều đó vẫn còn thiếu, không thỏa mãn được, có điều khúc mắc. Đến cái cầu nguyện của Chúa ngày kia, tại vì bà luôn luôn đối diện và có những người đến, họ thậm chí vợ chồng họ còn tư vấn cho những người mà nói nhưng mà vẫn thấy như vậy. Xong Chúa nói với bà là con có linh của sự nạo thai, linh của sự nạo thai. Con có nạo thai lần nào đâu, nhưng mà có cái tà linh đấy. Câu hỏi là ta có cái tà linh nạo thai không? Anh chị em hãy nghe. Chúa nói đó là con có cái linh nạo thai. Chúa ơi, con không hiểu. Con tại sao lại có? Chúa mới nói là này, con ấy muốn cho được thoải mái cho con thôi. Con muốn cho cái cuộc sống được thanh nhàn cho con. Thấy con cái là gánh nặng. Nhìn đứa con ấy, con cũng vui. Nhìn đứa con ấy là thấy cái gánh nặng khổ. Ồ, cái lời nói như vậy ấy là bắt đầu đúng. Con không yêu con của con thật sự, con lấy lòng. Và khi mà cái lời nói đúng đến người phụ nữ trong cái tổ chức đó, trong cái tổ chức mà chống nạo thai, để ăn năn cho Chúa. Và bà ta đã ăn năn, Chúa ơi xin thay đổi, xin giúp cho con, và cho con có một tấm lòng đối với con cái, cái nhìn đối với con cái. Đó là cái cửa, cái suy nghĩ của chúng ta có thể mở cái cửa cho linh của sự nạo thai, mặc dù không có nạo thai. Chúng ta được lên một chút được không ạ? Chúng ta cầu nguyện. Mỗi người chúng ta đến và chúng ta cầu Chúa ngày nay. Hallelujah. Cái điều mà tôi đã chia sẻ nó liên hệ đến dòng dõi của chúng ta. Lời Chúa nói đó là hoặc chúng ta quyết định chọn sự sống ngàn đời cho con cái, hoặc là đó là cho dòng dõi ba những đồ bố trợ chúng ta. Hallelujah. Ân điển của Chúa nên nhớ nhà chỉ ban cho để làm trọn luật pháp. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện Chúa Ngài nói đi dân sự anh chị em chúng con.
thì Thánh Linh Ngài nói với mỗi chúng con, để cho mỗi chúng con, đặc biệt là các bà mẹ trong tử cung, chọn sự sống. Hallelujah. Và những ai mà còn cần, mà đang ở trong cái điều mà được chia sẻ các bạn hôm nay là sự giải phóng cho họ. Nay tử cung lòng mẹ đã từng bị sợ, đã từng bị đau, mà có thể được đến được sự thanh hoa trong giá như sự cho con cảm ơn, bắt đầu trong giá như sự cảm ơn ngoài trái ngọt cảm ơn Chúa. Chúng tôi đã nói cái sau này trong các chị em mà nói chúng tôi đến vợ chồng chúng tôi, thế lời cũng rất là ngắn nhưng mà làm sự công bố công khai. Amen. Amen. Sự cầu nguyện có loại dầu đấy, cầu nguyện sự dầu. Nó cứ cầu nó lại. Cuộc chiến đấu nó nằm ở kính cửa anh chị em, nó không phải là nó là nó nằm ở kính cửa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin bật trong lời Chúa giăng lên Johannes 5 câu 1 đến câu 9. Chúa hãy ban phước cho chúng con. Anh chị em ơi, con tỉnh táo chưa? Amen. Chúng ta cùng đọc lời Kinh Thánh được không? Chúng ta đọc. Kế đó có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Số là tại thành Giê-ru-sa-lem gần cửa chiên có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bê-tét-đa, xung quanh ao có 5 cái vòm cửa. Những kẻ đau mù quáng tàn và tật bại suội nằm tại đó rất đông chờ khi nước động. Lúc nước đã đông rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Amen. Nơi đó có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giê-xu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phải, người có muốn lành chăng? Cái máy nó bị mất cái này và chúng ta không đọc được, nó bị mất chữ, nó bị chỉnh cái chế độ. Hôm qua đó là do lỗi tôi, hôm qua đã chỉnh thế nào nó mất chữ chế độ. Thế thì tôi sẽ đọc bây giờ câu mấy, câu số 7 nhé. Số 7. Tôi sẽ đọc đấy. Người bệnh theo cả lệnh Chúa tôi chẳng có thể, không tôi không có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giê-xu phán là hãy đứng dậy vác giường lên mà đi. Lập tức thì người ấy lành, vác lấy giường mà đi. Và bây giờ là ngày Sa-bát. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cái trong câu chuyện này, trong cái bài giảng này đó là có hai điều chúng ta nhớ ở đây. Trong cái lời học Chúa Giê-xu đó là ngươi có muốn được lành không? Ngươi có muốn được lành không? Tức là người bạn nào đã 38 năm. Câu chuyện này có 9 câu thôi, chỉ rất là đơn giản, bạn có thể học thuộc được. Học thuộc cái câu chuyện, bạn nằm ở trên giường, bạn suy ngẫm lại câu chuyện. Chúa Giê-xu này đi đến ao đó, ao đó gọi là gì? Ao đó tên là gì ạ? Bê-tét-đa. Đây là Bê-tét-đa. Bê-tét-đa này có nghĩa tiếng Hebrew gọi là nhà của sự thương xót. Nhà của sự thương xót. Và ao này có 5 cái cửa. Có 5 cái cửa, ao này có 5 cái cửa. 1, 2, 3, 4, 5. Người bạn này đi vào, cái người này, cái ngày đầu tiên mà người này vào là vào. Tôi hỏi xem vào cửa nào? Một cửa hay là mấy cửa? Bảo một cửa thì đúng không ạ? 5 cái mà người này chung vào một cửa thôi. Chúng ta anh nhớ. Ok, và 5 cái cửa này ấy, những kẻ đau ốm, những kẻ bệnh tật, tức là cái chỗ xung quanh năm cái cửa này là và cái ao đó toàn là người đau ốm bệnh tật thôi. Và đến ngồi rất đông tại nơi đó. Chúa Giê-xu này đi ngang qua, ngay đi ngang qua đó và mới thấy có cái người bệnh này, thấy có người bệnh này nằm ở tại đó đúng không? Thấy người này nằm, biết là đau đã lâu ngày, biết đau đã lâu ngày và chúng mày, chúng mày hỏi là ngươi có muốn lành không? Ngươi có muốn lành không? Ngươi có muốn lành không? Anh em thấy, thầy chị em hãy lưu ý này. Có một điều này chúng ta cần nên lưu ý. Điều gì đến từ nơi Chúa, thứ nhất ấy, sẽ lộ cái xác thịt chúng ta ra. Và cái xác thịt chúng ta ấy, có một số dấu hiệu là bướng mình, là ương ngạnh, hoặc là có một số cái điều nào đó. Thì để chúng ta, đây là một số cái mà tôi học cho chính mình. Những cái lúc mà lòng của con thấy rồi lại đọc lời Chúa mà thấy nó ương ở trong lòng, đó là những coi như cái vết. Tại sao cái chỗ này nó mâu thuẫn ở chỗ nào anh chị em? Bởi vì người bệnh cái chỗ này còn hỏi là ngươi được một lành không? Bệnh thì chắc chắn nó muốn được lành chứ, mà tại sao Chúa còn hỏi là ngươi có được lành, có muốn được lành không? Nhiều khi anh chị em chúng ta nói là đến bây giờ cũng chưa được muốn được ban phước,
tiên muốn nói là con muốn được ban phước thật sự. Amen. 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 Con muốn được biết Chúa thật sự không? Hallelujah. Và anh chị em, cái điều mà Chúa muốn dùng để nói cho chúng ta qua câu chuyện này đó là con, tôi và bạn hôm nay chúng ta muốn được thay đổi, muốn được Chúa động chạm tới mức nào. Lời bắt đầu như chúng ta có nghe mà trong sự mà thầy yêu tôi và nói đó là Chúa sẽ rót nước trên kẻ khác. Ngài sẽ rót nước trên kẻ khác. Và lời cầu nguyện đó, Chúa ơi khiến cho lòng của dân sự có sự đói khát. Amen. Bởi vì người không khát thì sẽ không uống, người khát thì uống. Amen không ạ? Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa và đó là cái dấu hiệu. Nếu muốn được lành không? Nếu bạn chưa là tôi không phải ai? Đáng lẽ là người này có thể trả lời ngay, nhưng mà người này lại đưa ra một tràng gian đại hải các cái lý do tại vì thì là vân vân. Ô tại người kia là tại tại hoàn cảnh, bởi vì là không đủ điều kiện, bởi vì là không giống như nhà kia nhà nọ. Amen. Trong trường hợp này đó là sao? Là người nói là Chúa ơi, bởi vì con không có ai giúp cả. Thế mọi người nào khi mà nước đồng cái họ nhảy ủng xuống nào mà con không có ai giúp hết đấy. Người này than phiền, tức là người này là thấy cái phước của người khác và luôn đặt một câu hỏi, không phải đặt một câu hỏi mà từ nhìn cái phước của người khác mà thấy rằng ấy, ôi mặc cảm, ôi bà, tôi không được như vậy. Hallelujah. Đức Chúa Giêsu ngài có giải thích không? Ngài có làm một bài gọi là trị liệu về tâm lý không anh chị em? Một cái nói là thôi bây giờ ấy gọi là không Chúa Giêsu, nên nhớ Chúa Giêsu ngài có quyền năng. Amen. Lần kia là quyền năng. Amen đúng không? Chúa nói luôn, hãy đứng dậy, bắt lấy dừng lên và đi, không giải thích. Chúng ta cùng nhau xin Thánh Thiên Chúa ngài giúp cho chúng ta học trong câu chuyện này, trong câu chuyện này như thế nào? Năm cái cửa để mà người đó đi vào là biểu tượng cho năm cái cánh cửa là gì? Tội lỗi này, bệnh tật này, sự chết, ngu dốt, nghèo đói. Tôi có thể nôm na là như vậy. Cánh cửa tất nhiên là cánh cửa của tội lỗi, là như thế là cái tiền của tội lỗi là sự chết, tiền công của tội lỗi là sự chết. Amen. Cái đó là vui được gặp lại chúng điệu. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa và xin Chúa đọc đến trên nên vinh và trên nên qua người đang ngồi đấy, đúng không ạ? Amen không ạ? Chúa Giêsu yêu anh Quang. Chúa Giêsu này yêu anh Quang và muốn đồng trả muốn ban sự giải phóng cho anh. Cảm ơn Chúa. Thì Chúa ngài năm cái cánh cửa đó là tội lỗi. Anh chị em nhớ là những con người này đi vào các cánh cửa là mỗi người đi một đường nhé. Mỗi người đi được một cửa chứ không đi một lúc năm cửa mà một cửa. Có thể là lên cái ao xin được thương xót này ấy, đó là bị què, có thể là bị tắm, có thể là bị cái này bị cái kia mà cái cửa để vào này. Sự tội lỗi, sự bệnh tật, sự chết, tất cả mọi cái nó gói gọn ở trong đó hết anh chị em, nó gói gọn trong đó. Và người bị những cái điều và khi mà vào đó ngồi ấy, thì là chúng nói là ở trong người ta là khi mà nước động đây là thể hiện sự vận hành của Đức Thánh Linh. Nước động là trải chuyện từ vận hành Đức Thánh Linh là như nãy ấy, đúng không? Cảm ơn hôm qua hay là khi mà cầu nguyện đấy, tôi không cảm nhận, nhưng mà những người khác cảm nhận là tôi tin đó là gió và lửa và họ nói là nóng ở đây, nóng ở đây, nóng ở đây, mà tôi không cảm nhận, mà Chúa sẽ cảm nhận chúng ta mỗi người một khác. Amen không ạ? Amen. Amen anh chị em. Amen. Amen không ạ? Nhưng mà nó có mục đích của nó. Cảm ơn Chúa. Còn nước động thì sao? Nước động thì là ai trong lúc nước động mà nhảy vào thì được lành tất cả. Thưa anh chị em, đây là ao bên trên nào? Hồ Thánh là ao bên trên nào? Amen. Hồ Thánh là nhà của sự thương xót. Amen. Ao bên chúng ta này, cái chúng ta có nghĩa là nhà của sự thương xót. Amen. Amen. Sự thương xót này là đây có sự thương xót, đây có sự tiếp nhận, đây có tình yêu của Chúa và đây là con dòng sông tình yêu của Chúa đời ngày tuôn chảy và dòng sông khi các người thờ phượng đó từ ngay trong cuộc đời tuôn chảy một dòng sông đó nó bắt nguồn từ nhiều phía và đổ thành một con sông và từ nhiều phía là từ lòng của bà, từ lòng của bà, từ lòng của bà, từ lòng mỗi một con người lên cái nhà nhớ nào ấy. Ai tin Chúa, nước hàng sống sẽ chảy trong lòng người như một con sông. Amen. Như một con sông đó tuôn chảy nhập lại đây thành một con sông lớn, tức là dòng sông của sự thương xót. Chúa vận hành như tại nơi đó. Vậy ai chìm vào trong dòng sông đó có phép lạ xảy ra. Amen. Amen anh chị em. Amen.
Cảm ơn Chúa, những người nói à, đi trải trong kỳ vừa rồi, phước hành trở lại tình yêu ban đầu, mà tôi cũng nghe được một vài trường hợp nói rằng ấy, ô, những gói điện này được chia sẻ đã không nhận được. Các anh chị em, bạn không cô đơn. Tôi nói bạn không cô đơn để cho không bị mặc cảm. Tôi ngày xưa như vậy. Cái lúc mà Chúa thăng tiến, lúc năm 97, 98, khi mà hát thờ phượng Chúa, những người họ vừa từ cửa hàng vào, vừa từ đi làm vào đứng thờ phượng Chúa ngay những mình một cái, và bắt đầu khóc sướt 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 từ lúc đó cuộc đời họ thay đổi, gia đình họ phượng Chúa. Nhưng mà tôi đứng như trơ, đứng như trơ này mà không thấy cái gì cả. Và trong ba cung viên Chúa lúc đó ấy là ngài đang hát thờ phượng ngài, cung cái bởi vì trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đây chẳng nhã của nó không phải cái cảm giác mà nó là trong sự hiện diện của Chúa. Amen các bạn. Sự hiện diện của Chúa. Cho nên là tôi muốn nói để cho một số người chúng ta biết là không phải là cái sự dần dần, không phải là một cái sự tác động nào, mà cái điều quan trọng đó là sau khi đứng dậy chúng ta thay đổi như thế nào, lửa nó đốt cháy đến đâu. Amen. Và cảm ơn Chúa cho em và tôi mới thấy ra một điều trong cái câu chuyện này, có một số chân lý cho chúng ta để chúng ta hiểu. Chúa Giêsu ngài nói với người bạn này, tại sao Chúa lại chọn người bạn? Trước đó Chúa gặp những con người, Chúa nhìn thấy đức tin, người có tin không? Người có tin không? Mà Chúa trong trường hợp Chúa không hỏi. Và nó vẫn là một cái điều mà chúng ta hãy để sự suy ngẫm của chúng ta đi sẽ chỉ cho chúng ta. Nhưng có một điều chúng ta biết ở đây là Chúa chữa lành, Chúa đến, Chúa giải phóng. Thấy anh chị em, bạn giàu thế nào đi chăng nữa thì lắng nghe, bạn giàu thế nào đi chăng nữa, bạn ngồi tại đây nghe lời Chúa. Chúa Giêsu ngài đến để giải phóng chúng ta. Amen. Ngài đến để cứu trả chúng ta. Amen. Ngài đến để ông trả trên anh Vinh đồng ý không ạ? Chúa đến để đọc trả cho anh Quang đồng ý không ạ? Cảm ơn Đức cho anh Tuấn. Đúng không ạ? Amen, hallelujah. Ngày đến để đọc trả trên mỗi một con người. Hallelujah, đọc trả trên mỗi một chúng ta. Và đó là ý muốn của Chúa anh chị em. Ý muốn của Chúa là người này, kinh thánh nói là người này ngồi 38 năm. Tôi hình dung ấy không phải là lúc đẻ ra là đã bế vào đây. Bây giờ cứ cùng thỏa thuận nhé. Cứ cho là cái câu chuyện này đó là người này 20 tuổi thì bé thì người này tự lết vào đấy. Người 20 tuổi thì ra ngoài này. Thì nếu mà 20 tuổi cộng với 38 năm ấy thì cũng sấp xỉ là 60. Trong cái câu chuyện này. Như vậy thì chúng ta thấy cái lứa tuổi của cái người này cho nó đã ngồi lâu như vậy rồi. Và người này trả lời là ấy. Vậy chúng ta xem câu trả lời. Và chính cái câu trả lời này sẽ giúp cho bạn và tôi, nếu chúng ta có cái điều gì đó, có sự giải phóng. 38 năm mà ngồi ở đây. Tại sao nước đậm lại không vào kỳ trại này, kỳ trại kia, những buổi thờ phượng, những lần Chúa thăng tiến, nước đậm ấm ấm. Mà tại sao mình cứ ngồi cứ chơi như thế này? Tại sao lại không nhảy tùng vào được mà ngồi là cái gì? Điều gì là ngăn trở, sự ngăn trở đó? Cảm ơn Chúa, sự khôn ngoan này, đó là lời Chúa Giêsu ấy. Khi mà gặp Chúa Giêsu ấy, chữ kín tỏ ra trong lời sáng. Chứ điều gì mà giấu ấy nó lộ ra bên ngoài. Nó lộ ra ở đây, đó là người này nói luôn. Chúa ơi, không phải giúp con cả. Lâm mong và thăng tiến. Amen anh chị em. Sự lâm mong, sự thăng tiến. Sự một kết thân. Sự một than thăng chức phận. Khổ quá. Người ta sống mà mình khổ thế. Những cái đó. Và chính cái câu đấy ấy, đó là cái câu ấy, nó có tuổi thọ đối với người này 38 năm. Đây anh chị em. Có một số lối suy nghĩ ở trong chúng ta. Có một số cái sự tham thân. Có một số cái sự mà chúng ta không nhận trách nhiệm cho mình. Chúng ta đổ lỗi trong hoàn cảnh. Một số cái điều. Nếu mà nó đến với chúng tư tưởng trong tâm lòng ấy, nó cứ ở lại đó. Và sự ban phước của Chúa dòng sông Chúa cứ tuôn chảy. Nhưng bạn nói rằng ấy, tôi cứ tự nhiên, mọi người cứ tự nhiên, mình cứ ở đây, tớ ở đây, gặp nhấm về sự than vỡ. Nghe người khác làm chứng, cả mọi cái. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Những cái làm bằng. Hallelujah. Những cái sự mà, những cái tư tưởng như thế này tôi nói là. Nhưng mà tôi đọc lên thì tôi thấy tôi có cái bóng dáng hơi, không biết anh chị em thế nào, đọc thử nhé. Con theo Chúa đã mười mấy năm mà sao khổ thế này. Con làm mọi sự rồi mà sao lại không ban phước? Và nếu bạn cho em xem trong những người mà đi xăm ấy, ở đây nếu mà quay xăm nhá, Chúa chúc phước cho bạn. Amen đâu ạ? Amen. Không muốn động trả, nhưng mà đây tôi muốn nói cái câu chuyện. Amen đâu ạ? Anh em đồng ý không ạ?
Amen. Và cái sự xăm đó nó không phải là vấn đề. Cái sự lúc mà chúng ta chưa biết Chúa, chúng ta xăm đó là vấn đề. Có những người tôi đưa Chúa, cho nên mà đứng đây họ được đầy quyền năng của Chúa, người họ xăm đầy đấy, trước đó họ xăm. Mà họ đầy quyền năng, thậm chí người chết xuống lại. Chúa dựng cộng chúng tôi cái cuối cùng này đặc biệt đó. Amen. Người xăm thì sao? Hầu hết đó là những điều tiêu cực thôi. Những cái câu mà chúng ta thường hay hạn đời đen bạc, kẻ bạc tình sinh nhỏ thế kỷ, hay là rùa xả cái ngày sinh của mình bằng những điều kia, về tình cảm này có cái sự xăm hẳn đấy. Đó là những cái sự mặc cảm. Anh chị em, chúng ta có thể không xăm bên ngoài, nhưng trong tư tưởng, trong suy nghĩ của chúng ta có cái hẳn cái điều gì không? Và thả thân chết nhé. Trả lời với chính mình, con có thỏa lòng với Ngài, đi với Ngài 40 năm rồi, mệt, chẳng, Chúa không thấy sợ, mồ hôi, nước tóc, vần lên tất cả mọi người, lòng của chúng ta. Amen. Thỏa lòng đó là một cái ghế hay là một cái nơi mà nếu gặp sự thỏa lòng ấy, tôi có thể tạm gọi đó là cái ao, đó là cái ghế đó là cái ao bên thiên tai, mà ghế tự động. Tức là hễ mà nước động cái là ghế đó nó bật mình lại nhảy xuống, hay đó là sự thỏa lòng. Còn sự lòng bằng, sự tham phiền, sự tham trách ấy, nó đã hẳn nó đã xâm vào trong đầu của người, nó khiến cho người này và vậy anh chị em tin mừng cho bạn cho tôi ngày hôm nay. Thánh Linh chỉ cho chúng ta biết được bạn có buồn, bạn có trách, bạn có than phiền, có ấm ức, hoặc là ganh tị, hoặc là thấy người khác được phước. Một trong những cái yếu tố mà dễ nhận biết nhất ấy, chúng ta đi lâu với Chúa, câu chuyện của người anh cả và ca đi cả ngày, xin Chúa cho một bài giảng tôi sẽ chia sẻ với cùng anh cả, đó là cả đi với Chúa, thì qua đó chúng ta biết tấm lòng của chúng ta hơn. Và sứ điệp ngày hôm nay đó là tôi và bạn cũng muốn thay đổi. Amen. Anh chị em, để cho những người Việt Nam tại môn trần tại khắp mọi nơi họ được biết đến Chúa, ngày hôm qua khi cầu nguyện lửa cháy tại đây, lửa cháy tại Việt Nam. Amen. Và để những điều đó đã là khao khát. Amen. Lòng tan vỡ và bận dậy ở cái chỗ mình, anh Chúa hãy giúp cho con. Amen. Lời cầu nguyện bây giờ sẽ là Chúa hãy chỉ cho con thấy có cái chỗ ngồi của con nào quen ngồi quen nằm, con có điều gì tham phiền thật, con không muốn để cho một sự mang phúc, con không muốn cho những gì vận hành sắp tới mà con ngồi lạnh là con phục với Ngài. Amen. Con muốn từ bỏ chuyện này bây giờ hoặc là không bao giờ. Nhận biết cái điều quan trọng anh chị em, không phải là hô hào xung phong nhưng mà mình không biết là đi đâu. Mỗi người chúng ta đều biết Chúa chỉ chúng ta mỗi có một chỗ. Amen. Amen. Xin mời chúng ta. Chúng ta hiểu rằng trong cầu nguyện tôi và bạn không nhất thiết phải 38 năm lâu lắm chứ 38 năm. Hallelujah. Nhưng mà nghĩ lại ở đây ấy, có thể trong những người chúng ta đây trong quá khứ cái chỗ đó lúc bạn chưa tin Chúa, xin Thiên Linh này nhắc cho mỗi chúng ta. Có thể không phải là bây giờ, hoặc là bây giờ, hoặc lúc bạn về bạn không nhớ. Thôi anh chị em, nếu như cuộc sống của chúng ta bây giờ bạn thấy là sao con vẫn tự trọng, sao con có thì là điều kia, có điều gì đó không ổn từ trong quá khứ mà con đã vào bằng cái cánh cửa tội lỗi, con đã vào bằng cái cánh cửa cay đắng, con đã vào bằng cái cửa không tha thứ, con đã đi vào bằng cái cánh cửa đó để mà bị bại luôn của xung đột, đúng không? Anh em thánh linh chúng ta, người bạn này vào vào cánh cửa đó cũng sẽ như thế nào? Tôi cầu nguyện Chúa trong gian chỉ sống với thánh linh chúng ta giúp đỡ cho chúng con trong gian này. Hallelujah. Có thể đàn được không đàn? Giúp cho đàn. Đàn là cảm ơn Chúa và chúng ta sẽ dựng lên từ thánh. Chúng ta người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn. Anh chị em chúng ta phải đồng ý một điều, không ai tư mà chẳng có thời gian để nghe, nó đều làm ta. Nhưng mà Chúa, Ngài đã có một lời tự giá, hãy bái sĩ thanh linh. Hallelujah. Con xin thanh linh chỉ cho chúng con. Có thể bên ngoài chúng con đầy đặn, nhưng mà trong lòng cũng như người bạn là 38 thôi. Chúa ơi, Ngài biết lý do và nguyên nhân sự thất bại của cuộc sống của chúng con. Xin hãy mở mắt của chúng con ra, thiếu ở điểm nào sai trở thành điểm nào, xin chỉ cho chúng con. Là Kinh Thánh nói rằng Đức Giê-hô-va Ngài thắp ngọn đèn của con, Đức Chúa Trời Ngài soi sáng cho ngươi tối tăm.
Và vì đây con xin Ngài Thánh Linh ơi, tha thứ cho con vì sự thờ ơ tế sáng, không muốn quan hệ, không yêu ông sáng. Đó là chính Chúa Giêsu. Một sự giải phóng thứ hai, và Chúa Giêsu nói, Ngài phán là nếu ngươi nhận biết lẽ thật, lẽ sẽ sự cứu rỗi. Sự giải phóng này lệ thuộc vào sự của chúng ta la ứng và đi theo Chúa Giêsu. Đi theo Chúa Giêsu. Hallelujah. Chúa ơi, cầu nguyện giờ này đây là sự giải phóng thứ hai của muốn nói với anh chị em. Người được giải phóng bởi tà linh không bảo đảm trong sự đề thánh nếu vẫn theo thói quen cũ. Là người đã được trừ khỏi bệnh quỷ ám, nhưng bà nói là tạo ý đâu bây giờ Chúa chết ngày ngoài nơi mộ, bà đã ra nơi mộ, Chúa sống lại, bà đã leo theo thế. Bởi sao con cần theo Chúa sự giải phóng, đó là nhận biết lẽ thật hàng ngày. Chúa ơi, cầu nguyện Chúa trong danh Jesus, trong danh Jesus cho dân sẽ chân biết không khi mà lời này không cứng lòng Chúa. Bộ lần phán cầu nguyện đánh thức chiếu vào trong nơi tối tăm. Ngài biết chính nguyên nhân mà. Nếu bạn đã là Chúa, con không biết, xin Ngài soi sáng cho con nhẹ nhàng giữa bạn với Chúa và bí mật này giữa bạn với Chúa. Nhưng đó sẽ là một sự mong trái, đó sẽ câu trả lời. Bởi vì nếu trong quá khứ chưa được điều tốt nhất, nó đang chờ trước mặt Chúa đó, đang chờ trước mặt đó. Tất nhiên, bạn cũng sẽ không nói ra cái lời trách Ngài, nhưng những suy nghĩ, những ánh mắt, những sự nhìn người khác được tốt hơn.
nói lên một sự trách còn ai, trách ai bây giờ, trách tác giả. Thế bạn đâu, khi mà thấy cái sự trách thì, khi mà thấy cái sự so sánh, tháng năm này, đó là đánh dấu một cái điều Chúa nói với chúng ta. Chúa ơi, con cầu nguyện dâng bánh và nước nho này lên và xin ban phước cho mỗi dân trẻ theo chúng con khi được lễ chúng con cảm ơn thầy con trong danh Amen. Trong khi ta dự lễ tịnh thánh, anh chị em tay cầu nguyện, ai là người dự tịnh thánh bạn tin Chúa Giêsu Christ ở trong lòng này là cứu Chúa, bạn biết mình là một tội nhân và cầm miếng bánh và xác nhận là thông tin về những điều mà Ngài làm cho con, thân thể của Ngài là vỡ ngay. Nếu trong thông tin đó thì bạn được tự do sự tỉnh thánh này. Và anh em nói là hãy ăn ăn những điều chúng ta vừa nghe. Nếu mà Chúa nói hãy đến nhẹ nhàng, Chúa tại đây, tại đây, tại đây, con cần, xin anh sáng phải chiếu soi, xin anh sáng phải chiếu soi. Và sau bên ngoài,
người mà cầu nguyện, mà cầu xin với Ngài cũng người lắng nghe. Thánh linh ơi, bởi quyền năng và sự nhân từ thánh linh của Ngài, xin anh quay tập đốt cháy và đem sự đứng ngồi thẳng. Đừng để cho một bóng tối nào, một vùng kín nào, một cái nơi ẩn khuất nào, một cánh cửa sự chết, một thần sinh của hy sinh, bất kỳ mọi cái điều gì đó bởi sự tiếng lòng hơn bởi yêu nào để xuống nhận điều ngày cao cách và dẫn chúng con soi sáng lên chúng hãy soi sáng. Soi sáng để khiến tâm cửa sẽ mở ra, soi sáng như lá cây và sức nóng của Chúa Trời làm thiêu cháy những phiến đá mà biết trong lòng lòng đó là những phòng kín, những xác chết, những bộ xương trong quá khứ làm thiêu cháy. Chúa ơi, trong tâm lòng và Chúa ơi, Ngài đã bêu lên Ngài hãy nói với dân sự. Bạn hãy đến với Chúa, bạn đơn giản là nói lên trong lòng, nhẹ nhàng bạn có thể nói chính ngôn miệng của mình. Người chính đó, chính tại chỗ này, Ngài soi sáng. Con cảm ơn Chúa, xin giúp đỡ, xin giúp đỡ, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa. Đây là mình, cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa. Mà sau đó, khi làm sạch rồi, những người đừng vô đề, những người có quyết định theo Chúa, những người đừng nằm trong giác chất đừng dư đồng bản thể của Ngài, Chúa gọi lên bản thể đó là giáo ước. Cho chúng con cầm bánh và cầm chén cái đơn này, cảm ơn Chúa vì thân thể Ngài đã vỡ, biết ơn Chúa vì thân thể Ngài đã tan vỡ. Chúa trong đêm này thì đổ lấy bánh tạ ơn về ta và phán rằng đây là thân thể của ta vì đã nuôi và phó cho, hãy làm điều này nhớ cảm ơn Chúa. Rồi chúng con nhận thắng lòng biết ơn, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ này, xin Chúa ban phước. Ăn xong Chúa lên chén và nói rằng đây là chén của sống mà chúng biết ta đổ ra cho nhiều người tha tội. Vậy khi nào chúng ta ăn bánh cũng chén này, thể lao truyền sự chết của Chúa trên lưng thánh linh. Xin cảm ơn Chúa. Sự nhận chén này là một sự biểu lộ bên ngoài của đức tin bên trong về sự thông chảy, về một dòng chảy trong huyết của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa này là tan vỡ thế chúng. Chúng con hứa với Chúa, chúng con lại hứa với mình như này, chúng con giao truyền, sự chết của Chúa Giêsu trần ngài, sự chết sẽ nuốt đi mọi sự chết, sự chết chiến thắng mọi sự chết. Hallelujah, con cảm ơn Ngài, trong danh Chúa Giêsu Christ, mời các bạn.
ta cầu nguyện Chúa cho Đinh Quốc Tuấn, cho ngày mai có một thời gian tại sứ quán, tại Việt Nam phỏng vấn một công việc. Ta cầu nguyện ngày mai là cái ngày trở lớn visa của Đinh Sắc Thái sẽ đến đây và đem ý Chúa cho từng cho cái thứ chủ nhật tuần tới sẽ là truyền giảng âm nhạc cho ca sĩ Sắc Thái đến lần này nhiều và cho anh chị chúng ta đau yếu hôm nay không đến được. Hallelujah. Cho những người mà không có mặt mà đang về nhà, chúng ta cầu nguyện. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài, cảm tạ Chúa và chúng con dâng lên. Hallelujah. Chúng con dâng lên trọng danh Chúa, chúng con tin cậy và khi kêu cầu thì nghe lời nhận lời chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa của chúng con đến cuối tuần. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa điều tốt lành đem vào và trọn vẹn. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa ân huệ ngày làm nghiêng lệch tấm lòng của những người sẽ họ ngày mai và ân huệ Chúa ngày trên làm chúng tôi được mạnh mẽ. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa nên đời sống mình chúng tôi tạo sự vui mừng cho gia đình và cho cộng đồng, cho đất nước. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cho cầu nguyện trong gia đình tôi và cho những Sắc Thái các visa. Cảm ơn Chúa câu trả lời. Cảm ơn Chúa cho visa cho con cho những Sắc Thái. Con cảm ơn Chúa trước cho điều đó và con cảm ơn Ngài cho mọi ngăn trở bị lui ra mẹ cái giờ chuẩn bị. Cảm ơn Chúa cho cầu nguyện dân tất cả những chúng con mà hôm nay đến được trên chính trên quan vân. Trong danh Chúa con cảm ơn Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Và ngày ba chúng con đang sự tương giao thống công trong ngày hôm nay. Cảm tạ Chúa. Hôm nay chúng con sinh nhật cho quân con cầu nguyện chúc phước cho lại quân. Trong danh Chúa con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng mọi vinh hiển lên cho Chúa cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. 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 Chúa con cảm ơn. Ta nói với Chúa. Jesus. Xin lỗi. Giọng nói chân thật sống được.